Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Hiệu Máy Cày. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái nội dung ngắn khoảng đâu đó khoảng 3 phút thôi. Tại vì đang ở trong tình hình dịch bệnh này á, thì sử dụng lại một số cái video cũ mà đã quay trước đó để có thể chia sẻ được một số nội dung cho mọi người. Thì trước mặt mọi người á, chính là cái chiếc máy 5055E, tức là đàn em của cái thằng 530, Sony 530 á. Cái động cơ nó giống nhau, còn nó chỉ khác cái phần về cái ngoại thất thôi, cũng như là cái màu sơn á. Cái màu sơn của cái đời sau này thì nó mang màu xanh, ngoại thất của nó nhìn nó tròn trịa hơn cái đời trước. Cái động cơ thì vẫn cái số mã lực y chang nhau. Thì máy hiện tại nó chiếc này nó một cầu và đang bị mắc lầy. Vì thế muốn chia sẻ với mọi người cái vấn đề là những anh nào mà người ta chưa biết á, người ta sẽ không có quan tâm nhiều về cái vấn đề là mình sử dụng một cầu hay hai cầu. Nhưng mà anh nào mà đã sử dụng rồi á, mình biết cái vùng đất của mình hiểu vùng đất của mình thì mình chọn nó đúng hơn. Còn bây giờ là chia sẻ cho những anh là mình nhìn vào đây thì mình sẽ nhận ra là nếu mà mình mang cái chiếc máy một cầu mà mình đi một mình á thì rất là nguy hiểm. Nếu mà vùng đất nó như thế này nha, những anh nào mà chưa sử dụng á, bắt đầu lần đầu tiên sử dụng mà đang muốn vào cái nghề này, chú ý vấn đề này. Đi một cầu nó rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà cũng tùy vào cái vùng đất nữa. Cái vùng đất này nó hơi lì lốn một chút. Đây là ở miền Tây của mình. Đây là nó đang clip trồng dưa hấu. Và máy đang bị lầy một bên do nó lọt lỗ á. Tuy là cái đường nước nó cũng đối với cái đường nước này, nếu mà hai cầu á thì có thể qua được, có thể qua thôi. Nhưng mà một cầu thì xuống là nó sẽ dính luôn như vậy. Vì vậy á, khi mà mọi người mua máy, anh chị nào mua máy á, mình hãy cân nhắc là có nên chọn hai cầu hay không. Thì mà nếu mình đi một cầu á thì tốt nhất là phải có từ hai chiếc, tại vì phải có một chiếc đi theo nữa. Ở gia đình mình á thì có nhiều chiếc lắm, có thời điểm nó lên đến 6 chiếc, nên vì thế vấn đề một cầu nó không thành vấn đề. Còn anh nào á mà chúng ta muốn mua máy mà đi một mình á, lần đầu sử dụng á, nên sử dụng hai cầu đi cho nó chắc ăn, đi lùng đi lầy đồ các thứ nó an tâm hơn, nó vững bụng hơn. Không phải mà mất thời gian mà vác cây vác cối ra, nhiều khi nó bị mất lầy nữa, nhiều khi vác cây nó cũng không có lên được nữa. Thì đó là một cái số chia sẻ của tôi khi mà nhìn vào cái video này, để mà mọi người, những anh chị nào mà người ta chuẩn bị sử dụng mà người ta chưa biết. Và đây là một số chia sẻ, thì tôi sẽ kết thúc video đây. Anh chị nào quan tâm thì hãy đăng ký kênh này, cũng như là nhấn chuông theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo.